Phạm Hiếu, bán đất vườn Long An, xin chào tất cả các anh chị em, cô chú, bạn bè. Thì chiều hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2020, thì Phạm Hiếu đã được một người dân địa phương đã đến văn phòng của Phạm Hiếu nhờ ghi hình bán miếng đất mặt tiền đường tỉnh lộ 816 Thành Hòa của huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thì bây giờ mời các anh chị em, bây giờ mình giới thiệu tổng quát trước đi. Thì phía trước màn hình của Phạm Hiếu là đi đường thẳng về chợ Thạnh Lợi, ủy ban trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cây xăng, trạm y tế, và đụng quốc lộ của N2 và đèn xanh đèn đỏ giao nhau ngã tư của 816 là 4 cây rưỡi số nghe các anh chị em. Và cái hướng này thì anh em trên đường N2 thì anh em về 6 tỉnh miền Tây, và cái đèn xanh đèn đỏ này thì anh em quẹo qua bên phải thì anh em 4 cây số thì về tới cầu Đức Hòa, bước qua tỉnh lộ 824, 830 thị trấn Đức Hòa, mất khoảng 4 cây gửi số nghe các anh em. Và đi thẳng một con đường tỉnh lộ 816 này thì anh em về được tỉnh lộ 839, Mỹ Hành Đông, Mỹ Hành Tây, thị trấn Đông Thành, Hậu Nghĩa và Tho Mo nghe các anh chị em. Và bây giờ anh em theo màn hình của Phạm Hiếu là đi thẳng về hướng này thì anh chị em mình bắt gặp đường tỉnh lộ 816 ra chỗ Happy Land và cầu Bến Lức nghe các anh chị em, về 6 tỉnh miền Tây luôn nghe các anh chị em, trên quốc lộ 1A. Và quốc lộ 1A thì anh em tiến về bên trái màn hình của mình thì anh em về được quận 7, quận Nhất và các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì miếng đất mặt tiền này nó tọa lạc ở Thành Hòa, mặt tiền của nó là 20m mặt tiền, rất là rộng đẹp nha các anh chị em, đường này rất là to. Rất là to. Thì hậu dài là 30. Đất trồng cây hàng năm khác được lên thổ 100%, sát với những ngôi nhà tường to. Và đất này rất là thích hợp cho các anh chị em làm một cái biệt thự và thành lập một công ty, mở một cái kho xưởng cũng như quán cà phê, và cắt một cái view resort, view biệt thự nghỉ dưỡng rất là đẹp nha các anh chị em. Thì miếng đất này trong sổ hồng công nhận là 623m, đất trồng cây hàng năm khác được lên thổ 100%. Thì hiện bây giờ chủ đang rất là kẹt tiền, mong muốn bán cho các anh chị em mau lẹ là giá là 170 triệu 1m ngang, dài là 30m tới nghe các anh chị em, đất mặt tiền đường tỉnh lộ 816. Đó, thì đường này rất là tiện lợi và rộng rãi, thông thoáng, xe chạy rất là tấp nập nghe các anh chị em. Và đặc biệt là gần những khu công nghiệp lớn ở trên đường quốc lộ N2 và tỉnh lộ 816. Và các anh chị em chỉ cần bước qua 4km thì anh em về 824, 830 thì anh em sẽ gặp khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn và cũng như nhiều khu phân khúc đất nền trên đường tỉnh lộ 824, 830. Rất là phát triển và đầy tiềm năng đất địa nghe các anh chị em. Thì trở lại miếng đất này thì Phạm Hiếu thấy miếng đất này rất là sáng, và miếng đất này đầy tiềm năng phát triển cho các anh chị em hôm nay và ngày mai. Thì mua miếng đất này đầu tư sinh lời cũng như mua miếng đất này để nghỉ dưỡng, để ở thì anh em cũng rất là an cư lạc nghiệp đó. Thì hiện bây giờ Phạm Hiếu giúp cho chủ nhân đang cần bán là với tổng hết cái diện tích là 20m mặt tiền này thì mỗi mét ngang là dài xuống 30, chục mét tới là 170 triệu đất trồng cây hàng năm khác tại Bến Lức Long An này. Và rất là đẹp nha các anh chị em. Thì ở đây á là nhà cửa hai bên rất là sang sát, đầy đủ tiện nghi cho các anh chị em. Thì miếng đất này thì nó rất là đẹp anh chị em ơi. Đó, bây giờ Hiếu zoom màn hình xuống cho anh chị em mình thấy. Thì chị đất này thì đang trồng chanh, anh chị em về thì anh chị em mua thuốc cỏ cũng như kia cu be, ban phả lấp này nọ kia kia thì những cái đám cây này nó cũng sẽ trống hết và trả lại một vị trí view đất rất là đẹp cho các anh chị em của mình. Để cắt một cái ngôi nhà thì bơm một chút cát nữa thì để anh chị em cắt một cái nhà tương đối là cao ráo vững chắc để ở rất là hạnh phúc cho gia đình của mình. Thì Phạm Hiếu xin chia sẻ đến tất cả các anh chị em cô chú ở nước ngoài cũng như các anh chị em mà cô chú ở thành phố Hồ Chí Minh, 24 quận huyện và 64 tỉnh thành của mình đó. Nếu mà có điều kiện thì xem miếng đất này để mà sở hữu miếng đất này làm một cái biệt thự, một cái công ty, một cái quán cà phê, một cái khách sạn thì cũng rất là đẹp. Một cái ngôi nhà nghỉ dưỡng ở mặt tiền của 816 này thì không có còn chỗ chê nào nghe các anh chị em. Rất là đẹp và lung linh, sáng sủa lắm. Điện đùng ở đây thì 3 pha nghe các anh em. Rất là tiện lợi cho mình sản xuất, khu làm cái công ty, xí nghiệp nào đó, vân vân. Đó thì anh chị em nào mà có nhu cầu thì gọi cho Hiếu là 0913871833 để mời các anh chị em mình đi xem cái miếng đất mặt tiền đường tỉnh lộ 816 này nghe các anh chị em. Giá thì bán 170 triệu, chủ còn bớt lọc nhẹ cho mình cà phê giấy tờ thôi. Thì chủ bán sát giá vì mong muốn
cũng là món bao bán lẻ, cho nên anh chị em mình cảm thấy ưng ý vừa lòng và thích miếng đất này thì chốt ngay gọi liền cho Phạm Hiếu nha. Thì Hiếu cũng xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các anh chị em tại miếng đất này, và cảm ơn các anh chị em cô chú đã đăng ký kênh YouTube Bán Đất Vườn Long An và like share cái đường link này giúp Phạm Hiếu. Thì để sau này mình đăng ký kênh thì mỗi lần Hiếu đăng thì các anh chị em có thể thấy được cái thông tin của mình sau khi mình làm việc ở văn phòng cũng như là công ty xí nghiệp đó, thì mình có thể rảnh tối mình về mình mở cái điện thoại, cái tivi và cái máy tính bảng lên để mình cùng với gia đình xem tham khảo, thấy được ưng ý vừa lòng. Thì anh chị em có thể dành một ngày nào đó để cho Hiếu một cuộc hẹn để Hiếu mời các anh chị em cô chú mình đi xem cái miếng đất này và để sở hữu làm tài sản cho mình để ăn cư lạc nghiệp các anh chị em. Thì Hiếu xin chúc tất cả các anh chị em một buổi chiều ngày 7 tháng 6 năm 2020 sức khỏe, thành công và nhiều hạnh phúc cũng như thành đạt trong cuộc sống. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Và đây là chợ nè anh em, khu này cũng hoành tráng nha các anh em. Trên đường tỉnh lộ 816 và Hiếu đang đi ghi hình miếng đất mặt tiền là 20 mét đó. Ở đây nè là chợ Thành Lợi nè, Vinh Quang nè, trường Mầm Non nè, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 nè, và đặc biệt là cái ngã tư các anh em ăn mua sắm gì là ra đây rất là đẹp anh em ơi, rất là bất tiện và sung túc. Đây là Hiếu gán cầm cái điện thoại ghi đi một chút nữa cho anh em thấy được cái phong độ của đợt hai và đường tỉnh lộ 816 nó rất là sung túc đó, và rất là bất tiện nha các anh em. Bây giờ khu miếng đất này đầy tiềm năng lắm rồi anh em ơi, chính phủ lắm rồi đó, từ đất công, đất mét, đất thổ, đất trồng cây, đất lúa gì thì anh em cố gắng đi nha. Đây là cái ngã tư nè anh em thấy không, quốc lộ N2 và 816 đó. Thì Hiếu dành một chút xíu cho anh em thêm một cái màn hình nho nhỏ để anh em thấy được ngã tư rất là sung túc, bốn ngã bốn bên nha, đi về rất là tiện lợi cho mình đó.